Nhà vô địch gốc Việt Martin Nguyễn sẽ bảo vệ đài Featherweight tại sự kiện One Ustopo Dream ở Singapore ngay trong tháng sau. Suýt có cơ hội giành chiếc đài vô địch thứ ba tại One Championship Iron Win vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Nhà vô địch hạng Featherweight Lightweight Martin The Six Asian Nguyễn đã không thể đánh bại đương kim vô địch Bibiano Fernandez trên bảng điểm giám khảo, dù chỉ với khoảng cách xít sao. Thế nên mặc dù vẫn lưu luyến với chiếc đai Bantamweight, Martin Nguyễn vẫn phải trở lại hạng Featherweight để hoàn thành trách nhiệm bảo vệ đai của mình. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ One Championship, đối thủ tiếp theo của Martin Nguyễn sẽ là Tristan Lee, bại tướng người Singapore, từng thua trận dưới tay Martin hồi tháng 8 năm 2016. Trận tài đấu giữa Martin Nguyễn và Tristan Lee sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 tại sự kiện One Ups Dream ở nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium, Singapore. Đây sẽ là một trong những đêm đấu hoành tráng nhất, đang nhớ nhất trong lịch sử võ thuật. Chủ tịch người đồng sáng lập One Championship, Chachi Sijotong cho biết, tôi đảm bảo chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu với những pha hành động tuyệt đẹp. Tristan Lee, em trai của nhà vô địch Anton West, nữ Angela Lee, vừa giành kỷ lục võ sĩ có số trận kết thúc bằng knockout, submission nhiều nhất One Championship sau trận thắng lão tướng Kuzuori Yokota. Lee từng không ít lần phát biểu rằng anh hy vọng được tái đấu với Martin Nguyễn để phục thù trận thua duy nhất trong sự nghiệp. Dù là người thắng trong trận đấu năm 2016, Martin Nguyễn cũng thừa nhận khả năng của đối thủ trẻ. One Championship cho biết, Martin Nguyễn đã đồng ý ký hợp đồng vào ngày 2 tháng 4. Chris Stanley mong muốn một trận tái đấu, nếu One Championship muốn tôi tái đấu cùng Chris Stanley, tôi sẽ ký hợp đồng với cậu ta trong một nốt nhạc. Martin Nguyễn cho biết các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Sau trận thua Bibiano Fernandez, nhiều câu hỏi được đặt ra. Liệu Martin Nguyễn có tiếp tục thách đấu Bibiano Fernandez hay không? Ngược lại, nếu Martin Nguyễn không nhanh chóng tăng cân để thi đấu ở hạng featherweight và lightweight, thì nhiều khả năng oan sẽ tước đai vô địch của Martin, giống cách UFC làm với Conor McGregor. Nếu như thi đấu ở hạng featherweight, martin nguyễn rất dễ dàng đạt cân nặng tiêu chuẩn thì trong lần thách thức đai ban tam quyết mọi chuyện không hề suôn sẻ như vậy martin nguyễn cho biết anh buộc phải chú ý từng ly từng tí vào khẩu phần ăn áp lực của việc giữ cân càng khó khăn hơn khi mà one championship cấm tuyệt đối hình thức cắt cân bằng cắt nước đồng thời martin nguyễn cũng phải điều chỉnh lượng tập xuống mức thích hợp bởi những bài tập sức mạnh thêm tốc độ, rèn cardio. Bản thân Martin Nguyễn cũng thừa nhận việc anh phải đánh đổi sức mạnh của những cú đấm thân sầu để đổi lấy tốc độ. Điều này chắc hẳn ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược của Martin trong những trận đấu vừa qua. Như vậy khả năng Martin ở lại hạng ban tam quét không quá cao. Hai lựa chọn còn lại cho anh là trở lại bảo vệ đai ở hạng quét và hạng lightweight. Hiện tại tôi đang có cân nặng của hạng ban tam mươi 65kg. Martin cho biết trong một phỏng vấn mới đây, tôi dự định sẽ tăng cân nặng lên đến hạng featherweight 70kg, rồi tăng cơ lên gần về hạng lightweight 77kg vào cuối năm để bảo vệ đai vô địch. Một khi quyết định bảo vệ đai dù là hạng cân nào, Martin Nguyễn cũng chắc chắn sẽ không thiếu đối thủ. Ở hạng featherweight, Marat Kufrop đang chờ đợi để phục thù. Christian Lee có hy vọng tái đấu. Võ sĩ bất bại Fowthau cũng khá nguy hiểm. Ở hạng lightweight, Edward Florjang muốn giành lại đai, còn Timofey Natsukhin và Esting đang có phong độ xuất sắc. Tôi không cho rằng việc tôi sở hữu nhiều đai vô địch có ảnh hưởng gì xấu đến các hạng cân, Martin Nguyễn nhận định. Các võ sĩ top đầu sẽ có nhiều thời gian hơn để nâng cấp kỹ thuật, để cạnh tranh nhiều hơn, để chiếm lấy vị trí số 1 một, một cách thuyết phục. Tôi cho rằng Oan đang hơi dễ dãi khi cho các võ sĩ đòi tranh đai chỉ với một hay hai trận thắng liên tiếp về việc ăn có khả năng tức đai của tôi như những gì UFC làm với Conor McGregor. Điều đó hoàn toàn có thể, nhưng tôi không cho rằng họ có cơ hội thực hiện điều đó khi mà tôi vẫn dự định đấu từ 3 đến 4 trận mỗi năm. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Huấn luyện viên của Martin Nguyễn, ông Faris Salieski, Viết một phần suy nghĩ khá dài trước khi xóa nó khỏi Facebook. Sau trận tranh đai ban tam quest tại One Championship Irwin diễn ra vào 24 tháng 3 tại Bangkok, phần thắng đã thuộc về Bibiano Fernandez, huyền thoại người Brazil. Tuy nhiên, Bibiano Fernandez chỉ thắng Martin Nguyễn bằng tính điểm vì có 2 trên 3 trọng tài chấm điểm cho Bibiano Fernandez chiến thắng. Sau trận đấu, phía Martin Nguyễn bày tỏ sự không hài lòng và ngay lập tức gửi lời tái đấu tới bibiano fernandez tuy nhiên bibiano fernandez đã từ chối lời đề nghị này quá thất vọng với lời từ chối từ phía bibiano fernandez huấn luyện viên martin nguyễn đã viết status trên facebook với nội dung lần đầu tiên trong lịch sử ngôi vô địch của bibiano bị lung lay bibiano biết anh ta đã gặp may khi chiến thắng bằng tính điểm tôi có thể đảm bảo rằng nếu chúng tôi thắng bằng tính điểm không đồng thuận chúng tôi sẽ chấp nhận tái đấu và thắng thuyết phục cho đến khi không còn nghi vấn nào chúng tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ trận đấu nào mà one championship đưa ra vậy tại sao bibiano fernandez lại từ chối khi anh ta nhận được lời đề nghị tái đấu câu trả lời đơn giản là anh ta sợ anh ta không muốn mạo hiểm cũng không sẵn sàng để bị đánh bầm dập một lần nữa ngoài ra huấn luyện viên của martin nguyễn cũng gửi lời nhắn nhủ tới chủ tịch one championship chachi sidjong đông về việc đội Martin mong muốn trận tái đấu, mong rằng với những tác động sớm từ chủ tịch One Championship thì trận tái đấu của Martin Nguyễn và Bibiano Fernandez sẽ sớm diễn ra. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Chi thức vô tận để đón xem các clip võ sĩ tiếp theo. người Úc gốc Việt Martin Nguyễn đã không thể đi vào lịch sử với tư cách võ sĩ đầu tiên sở hữu ba đai vô địch các hạng cân khác nhau ở đấu võ thuật hỗn hợp số 1 châu Á One Championship sau khi thua nhà vô địch hạng gà Bibiano Fernandez bằng tính điểm ở cuộc đấu diễn ra đêm 24 tháng 3. Cuộc đối đầu giữa Martin Nguyễn và Fernandez là trận đấu được chờ đợi nhất sự kiện Iron Win trong khuôn khổ One Championship 2018 tại sàn đấu lồng vắt giác ở Impact Arena Bangkok, Thái Lan. Cuộc giáp mặt này được ví như cuộc đụng độ giữa hai nhà vô địch thế giới võ thuật tổng hợp MMA. Bởi nếu như người thách đấu Martin Nguyễn đang là võ sĩ châu Á đầu tiên sở hữu hai đai vô địch hạng cân khác nhau, hạng nhẹ và hạng lông, thì võ sĩ 37 tuổi người Brazil đang được ví như huyền thoại sống của đấu trường One Championship. Nếu thắng, The Sheet Asian, biệt danh của Martin Nguyễn, sẽ ghi dấu mốc lịch sử trong làng MMA thế giới khi sở hữu ba đai vô địch các hạng cân khác nhau. Ngược lại, nếu hạ đối thủ 28 tuổi đến từ Úc Fernandez tiếp tục nối dài chuỗi trận bất khả chiến bại suốt 8 năm qua. Bên cạnh việc lần thứ 8 bảo vệ thành công đai vô địch, việc đứng trước ngưỡng cửa lịch sử đã ít nhiều buộc cả hai võ sĩ bước vào cuộc đấu với sự thận trọng cao nhất bởi một sai lầm có thể bị hạ đo ván. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về võ sĩ người Brazil nhờ một đấu pháp hợp lý và kinh nghiệm dày dặn. Sau hiệp đầu thăm dò nhau, Fernandez bắt đầu chứng minh vì sao anh được xem là huyền thoại của One Championship. Tiệp chớp đến từ Brazil chủ động phòng thủ kín kẽ và chờ cơ hội thực hiện những cú đấm phản đòn cũng như gạt chân quật ngã đối thủ. Trong bốn hiệp còn lại, Fernandez thường xuyên có những cú đấm trả chính xác vào mặt với một lần khiến võ sĩ 28 tuổi người Úc ngã xuống sàn. Trong khi đó, những cú đấm đầy sức nặng vốn là sở trường của Martin Nguyễn gần như bị vô hiệu hóa, dù khiến đối thủ bị chảy máu ở nửa đầu hiệp thứ ba. Sau năm hiệp thi đấu mà không có màn knock out, cuộc đấu giữa Martin Nguyễn và Fernandez phải chờ quyết định từ ba giám khảo chấm điểm để ấn định thắng thua. Chiến thắng cuối cùng được trao cho võ sĩ người Brazil khi nhận được điểm thắng từ hai trong ba giám khảo. Với kết quả này, Fernandez ngoài việc lần thứ 8 bảo vệ thành công đai vô địch, mà còn nâng thành tích sự nghiệp lên 22 trận thắng và 3 trận thua, trong đó nối dài chuỗi chiến thắng lên con số 14 trận liên tiếp. Võ sĩ 37 tuổi người Brazil không những tiếp tục giữ kỷ lục thế giới về số lần bảo vệ đai vô địch, mà còn là người có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử One Championship, 10 cuộc đấu. Trong khi đó, Martin Nguyễn dù nếm thất bại thứ hai trong sự nghiệp, thành tích 10 thắng 2 thua, nhưng sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ đai vô địch One Championship, hạng nhẹ và hạng lông, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thông thường sau một trận chiến như vậy, không loại trừ võ sĩ gốc Việt sẽ có một cuộc tái đấu với Fernandez. Như vậy, Martin Sư Nguyễn sẽ phải trải qua thử thách, bảo vệ hai đai vô địch của mình trước khi nghĩ tới chuyện tái đấu Bibiano Fernandez để thống nhất ba đai vô địch One Championship. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Chi thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.